quý vị và các bạn, hôm nay nhà không thép.vn xin giới thiệu dự án mở rộng sàn cà phê tại Võ Chí Công do nhà không thép.vn thực hiện. Tôi xin giới thiệu qua cấu tạo của công trình như sau. Công trình được chúng tôi sản xuất tại nhà máy, tiến hành lắp đặt tại công trình. Cấu tạo gồm kết cấu khung thép hình H, I đúc, sử dụng bu lông hóa chất cấy vào hệ dầm bê tông hiện có. Hệ sàn được nhà không thép.vn thiết kế là xà đếch. Về tiến độ công trình thì được chúng tôi thực hiện trong 2 ngày. Ngày thứ nhất lắp đặt hiệu chỉnh khung. Ngày thứ hai tiến hành ghép sàn đếch và đổ bê tông trong ngày. Giờ chúng tôi xin giới thiệu các giai đoạn thi công công trình này. Xin cảm ơn. Thank you.